Chào mừng các bạn đến với chuyên đề xây dựng website Việt bằng Laravel Framework. Thì ở video trước đã hướng dẫn các bạn insert một cái sản phẩm gồm hình, tên, giá. Rồi thông qua của mình như vậy, hình là có tên sản phẩm, có giá sản phẩm lên phần website server của mình ha, và lưu trữ vào database như vậy. Thì ở video này để hướng dẫn các bạn load về ha, load sản phẩm về. Rồi bây giờ để load thì mình sẽ thông qua phương thức get từ sản phẩm về một cái danh sách trong model sản phẩm nè, chọn phần list get sản phẩm về. Thì thay vì nãy là bài trước mình list vào cái tên mình thêm vào, thì bài này nói là mình sẽ load toàn bộ sản phẩm ha, sản phẩm trong cái bảng của mình về ha. Đây, lấy tất cả sản phẩm mình đổ ra được cái dạng như vậy, có cái hình, có tên, có giá ha. Thì database của mình trong model sản phẩm này trả về dạng định dạng là JSON. JSON sẽ đọc JSON hiển thị trên ứng dụng của mình. Rồi bắt đầu vào bài ha. Rồi mình tiếp tục. Ở cái phần này thì mình sẽ cho thêm một cái button phía dưới nha. Nó mình click vào thì mình chuyển vào phần xem danh sách. Rồi cái thứ nhất main activity main XML, mình cho một cái button ở phía dưới nữa. Rồi mình đặt tên lại cho nó, ví dụ là để là danh sách sản phẩm. Rồi ID đặt là button danh sách, nó click vào chuyển vào danh sách. Rồi cái thứ nhất nha. Và thứ hai nó là chuyển qua màn hình, phải có cái màn hình thứ hai. Mình tạo cái màn hình, click phải mình kịp nè, mình chọn new, màn hình là activity, mình chọn tiếp empty activity. Ok, rồi mình đặt lại vô là danh sách sản phẩm luôn. Các bạn nhìn thứ hai đặt tên là danh sách sản phẩm. Rồi finish để tiến hành nó tạo cái màn hình mới cho mình. Rồi màn hình mới nè, danh sách sản phẩm .java activity danh sách sản phẩm. Rồi quay về code của main activity, mình sẽ ánh xạ thêm một cái button nữa ha. Rồi phía trên khai báo thêm cái button danh sách nè, gọi tên danh sách. Rồi tiếp theo tìm cái function ánh xạ của mình đây phía dưới cùng luôn, mình thêm vào tên danh sách, nó sẽ bằng button file view by id của mình, đặt nãy là button danh sách. Rồi ok, tiếp theo mình cắt sử dụng click cho nó click vào thì nó chuyển sang phần thứ hai đây trong order này nha, gọi button danh sách chấm set on click. Thì sự kiện nó đơn giản là di chuyển màn hình thôi ha, cho đó mình gọi intent, đặt tên biến cho nó bằng new intent. Bây giờ trong new intent á, mình lấy cái màn hình hiện tại mình là main activity nè .list, mình di chuyển tới màn hình tên là danh sách sản phẩm .class. Rồi bắt đầu chuyển, mình đã gọi đơn thuần là start activity, truyền vào biến diện hình. Sau đó mình sẽ run lần kiểm tra nó có button trong danh sách này có hoạt động không, nó chuyển sang hình thứ hai không ha. Mở máy ảo mình xem lại sẵn. Rồi đợi nó bị một tí, đang cài APK này. Rồi bây giờ chỉ test cái button danh sách sản phẩm là click vào đã, nó chuyển sang màn thứ hai, cho màn thứ hai mình chỉ thiết kế hết thì nó trắng nha. Rồi bây giờ tiếp theo mình chuyển qua cái màn thứ hai mình thiết kế cái màn tắt bớt ha, vô là activity rồi app manifest, rồi chuyển qua phần layout. Rồi nói cái màn hình của mình sẽ hiển thị dạng như vậy, có hình, có tên, có giá đúng không? Thì đó là thiết kế một cái list view nâng cao, phải custom phần adapter cho nó ha. Thì adapter vào snippet của mình ha, bình thường snippet của mình insert chữ list view. Đây mình có một cái mô hình, mình xem ra các bước này để mình làm ha. List view nâng cao custom adapter. Bây giờ bước thứ nhất mình tạo cái class để quản lý. Ví dụ class của mình là class sản phẩm, gồm những thuộc tính gì, có tên, có giá, có hình. Rồi trước tiên mình tạo class ha. New làm class, đặt tên là sản phẩm, class sản phẩm. Như nãy nói trong class sản phẩm có ba thuộc tính là tên, giá và hình. Mình tạo tương ứng nhau public. Tên thì để là kiểu chuỗi string, tên SP. Rồi còn hình
hình tên giá, cái đặt giá thì là kiểu số, để là Instagram giá SP. Tiếp theo là hình, hình ảnh nãy nó kiểu gì, khi nãy mình lưu dữ liệu lên hình ảnh mình đã bấm ra kiểu chuỗi hãy lưu trong database nè, đó là cái chuỗi như vậy. Rồi IP mang bên đây, còn hình ảnh hình SP nè, đó là cái chuỗi, kiểu chuỗi ha. Đó trong Android mình để nó bị string luôn hình ảnh. Rồi tiếp theo sẽ tạo cái constructor cho class sản phẩm này, click phải nè, chọn generate constructor, chọn K3 ha, để khởi tạo vào số này, click OK. Rồi nó xong 3 bước, 3 thuộc tính với mình, tên, giá, hình. Đó là mình xong được bước thứ nhất tạo class. Bây giờ bước thứ hai mình sẽ tạo một cái layout để thiết kế cái giao diện của mình. Rồi quay về Android, chọn tiếp layout. Thì đây nó đơn thuần chỉ tạo cái layout thôi, thì mình vào click phải nè, ngay đi một layout, chọn layout rồi xuống file. Mà ở đây là mỗi cái layout này dùng để hiển thị trên mỗi dòng của list view. Đó là đặt là dòng xuất gạch sản phẩm ha. Rồi lưu ý trong phần resource thì mình viết thường ha, nếu cách nhau thì mình để xuất gạch như vậy. Rồi phần root element đó là cái loại màn hình thì để là graphic layout, click OK. Rồi ở đây mình tỉ mình thiết kế nha, đầu tiên là cái hình image view. Image view thì mình cho nó kích thước cứng ha, để mình dễ thao tác, thì tại nó wrap content nó chưa có nội dung. Bây giờ để 110 dB, chiều ngang, chiều cao cũng vậy, 110 dB, để vuông luôn ha. Như vậy sẽ dễ thao tác hơn. Rồi mình cho hai cái text lớn hơn một chút là hình như cái tên, medium nhỏ hơn một chút thì như cái giá. Rồi mình đặt ID cho nó, image view hình SP. Do nãy phần mem đã có cái hình rồi, đặt ID image view hình, do đó để là hình SP để phân biệt ha. Rồi cái này là text view. Rồi đầu tiên là tên, đây là text view tên, chọn yes để cập nhật tên phần XML. Tương tự như đây là text view giá. Rồi ở đây mình sẽ thiết kế layout một chút. Cái hình nè, thấy đang hiện tại đang sát góc trên bên phải, đó cho nó cách ra một chút, thuộc tính là layout in, cách xung quanh là 5 dB. Rồi nó sẽ ra một chút xíu. Tiếp theo là cái phần tên, cái tên mình cho nó màu chữ ha, text color, nhập vào mã màu, rồi màu đỏ. Và nó cũng cho nó cách xuống một chút, sử dụng mặt layout mặt in top thôi là 10 dB. Rồi cách xuống như vậy. Và tiếp theo đó cái giá, cái giá mình cũng cho màu chữ ha, color. Rồi nhập lại cái màu, màu vàng ở đây ha, mình chuyển sang màu xanh. Rồi và cũng cho nó cách so với cái tên một chút, cũng là layout mặt in top 10 dB như vậy. Rồi mình cho luôn cái màu nền nha, màu nền background mình cũng cho nó làm cái màu gì đó, chữ màu đỏ xanh. Rồi mình tìm cái màu gì đó nhạt nhạt, thử xem. Rồi lấy cái màu nền màu xanh này ha. Rồi tên màu đỏ, giá màu xanh dương, cái hình ở đây. Đó là mình xong cái bước thiết kế cái layout custom ha, một bước hai. Rồi mà ở bước 3 mình sẽ tạo cái avatar. Thì bước 3 avatar thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video tiếp theo ha. Hiện tại mình đã xong được bước thứ hai như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.